để em quay xong. À, chào cả nhà nha. Hôm nay hai vợ chồng đi qua quán lẩu cô Tuyến cả nhà, 88 Dương Tử Giang, phường 14 quận 5 cả nhà, là bán các loại lẩu luôn, là chiên xào nữa cả nhà. Thôi giờ bây giờ qua đi. À, mời cả nhà qua với hai chồng mình coi bên đây bán cái gì nha. À, đây là lẩu cá mực đồ cả nhà, các loại, để mình vô mình hỏi anh trai ở đây coi bán lẩu gì cả nhà. Cho chị hỏi ở đây mình bán lẩu gì vậy em ha? Đây lẩu cá. Lẩu cá và lẩu gì nữa không? Lẩu cá. Cá gì em? Tôm mực đồ. Cá gì, lẩu cá gì? Cá bớp, cá hú, cá hồng, cá keo. Ở đây mình bán là bao nhiêu một cái em? Tùy theo loại. Có giá 206 là lẩu thái, lẩu ếch, tôm mực. Lẩu cá như đưa hồng, hú là giá 200 À, là mấy người ăn em ha? Tầm khoảng 30 À, rồi, lẩu hai người là cũng cái giá đó luôn hả? Đúng rồi, ở đây cái giá lẩu chỉ có một xay một phần. À, giờ mình bán các món chiên xào nữa em. Dạ. À, ở đây quán mình bán mấy giờ em? Bán từ 2 giờ rưỡi chiều đến sáng hôm sau. Là tới hơn 6 giờ sáng. 2 giờ rưỡi chiều tới 6 sáng hôm sau luôn, bán xuyên đêm luôn. À, cái quán mình mở lâu cho em ha? Quán này 2-7 năm. Mấy năm rồi? À, vậy là chị mới biết luôn á, vậy em làm cho chị đi ha. Tất cả lâu này là phải đông cá chứ. Mình bán là chiều mình mới bán hả? Hai rưỡi. Mấy lần có đi ngang đây mà xã lẩu không để có bán lẩu, lẩu đường này cần sao có bán. Đi ngang bữa tối á, không để ý lo chạy không á. Thì là nãy em nói bao nhiêu tiền em? 260 là hai người ăn á hả? Rồi mình có rau gì nữa? Để cho kinh tế. À, là mình ra ngoài đây mình mới nêm thôi em hả? Dạ. À, giờ cái này là ngò. Và cái này nước chua hả em? Lẩu chua cay hả? À. Cái quán bán rất là sạch sẽ luôn cả nhà, từ đây mà dài xuống dưới kia luôn cả nhà, và trong nhà nữa. Nhưng mà mỗi lần mà khách ăn á, ngồi ngoài đây để cho nó mát cả nhà. Đúng không chị? Mình ngồi ngoài đây cho nó mát phải không chị? Ủa, ngoài đó nữa hả? À, là mình dài ra ngoài đây luôn. Dài khỏi quán bên này nữa. Ủa, còn dài qua bên kia nữa hả? À. Vậy là hai mặt tiền luôn hả chị? À, là mình dài qua bên kia luôn. À, quá rộng, quán quá rộng cả nhà. Quán là hai mặt tiền cả nhà. Một mặt là cái này là đường Dương Tử Giang, và một mặt là đường Hồng Bàng. À, cái quán này dài hôm qua luôn. À, quán rất là thoáng mát luôn, mình ngồi ở ngoài á, giờ này là rất là mát luôn anh. Thôi mình vô anh ha. Ngon không? Lẩu rất ngon luôn phải không? Lẩu em bán thử bây giờ có 21 năm rồi đó. Bán 21 năm ở đây à? 21 năm rồi. Dạ. Anh này có hai mẹ con đi ăn á hả? Hai chị em hả? Ủa thấy đẹp giống nhau. Hai chị em hả? Hai chị em. Mình ngồi chung bàn không đi. Hồi xưa này có bán là lẩu cá cường. Sau này nó đổi lại là cô Tuyến. À, lẩu cá cường hả? Là tôi là chủ ở đây, là lẩu cá cường hồi xưa. À, là chú là chủ quán ở đây hả chú? Quán là lẩu cá cường hồi xưa. Dạ. Rồi bây giờ đổi lại là cô Tuyến. Dạ. Mình ở đây mình bán lẩu, và mình có bán cái gì nữa không chú? Có bán đồ chiên, đồ xào, đồ nướng, đồ có hết. À, là các món luôn hả? Đầy đủ hết bán. Dạ, là chú bán ở đây hai mấy năm ở cái đường này luôn? 24 năm là cái đường này luôn. Dạ, là chú là chủ quán này luôn. Quán. Dạ. Rồi, giờ anh cảm ơn chú, con lại coi. Rồi em. Dạ. Đây còn quán già chú có đẳng nữa. Dạ. Ăn là ghiền phải không? Đẹp mà. Ở đây người ta ăn có mười mấy năm luôn á. Dạ. Dạ. Ở ngoài luôn mười mấy năm rồi. Dạ. Ủa đây là mình có bốn loại rau luôn hả chị? À, là mỗi cái năm loại luôn chứ. Là mỗi cái mình để vào một dĩa riêng vậy hả chị hả? Nhưng mà rau thì ăn theo thích, muốn ăn dĩa nào ăn. Dạ. À, một dĩa rau gì là bao nhiêu chị? 5 ngàn, có nhất là 10 ngàn. À, một dĩa là 5 ngàn, còn bún với... Các thứ là 5 ngàn hết, chỉ có dâu nhất là 10 ngàn.
là mình bán cái lẩu là riêng. Thì cả nhà két loại rau luôn, cả nhà 1, 2, 3, 4, 5 loại rau là một dĩa là 5.000, còn rau nhúc là 10.000 cả nhà. Bún cũng là 5.000 một dĩa luôn cả nhà. Và ở đây là cá bớp. Hôm nay mình đi ăn lẩu cá bớp. Và đem ra dĩa này đựng chế nước mắm, đừng ăn lẩu cả nhà. Ớt ít hả? Chị cho em xin chén ớt nữa không chị? Dạ. Cái quán đó cả nhà hả, rất là dài luôn. Từ đây mà dài qua tới bên mé bên kia luôn đó cả nhà. Mà khách bây giờ bên mé bên kia với mé bên đây thì ngồi ăn cũng đông cả nhà. Cất cơm 2 ly trà đá thôi. Rồi, cái quán nhìn rất là thoáng mát luôn cả nhà ơi. Bây giờ khách ngồi cũng rất là đông luôn. Nhưng mà cái lẩu giờ sôi quá vậy, giờ mình dở ra để bỏ cá vô cả nhà. Ôi rất là thơm luôn. Quá thơm. Giờ mình sẽ bỏ cá vô. Đây là mình qua mình ăn lẩu cá bớp cả nhà. Chị cho em gửi dĩa này các chị. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại cả nhà. Mình đậy nắp lại đợi sôi xong rồi là bắt đầu mình sẽ dùng thử cả nhà. Lẩu em ơi, bỏ đồ kia đi kinh. Cái quán lẩu này á cũng như có chị ngồi sau á, chị nói chị ăn cũng đã lâu rồi, rất là ngon luôn. Vợ chồng mình tại vì hôm nay tính đi qua quận 11 á, định kiếm gì quay á cả nhà. Vô tình là mình đi ngang cái quán này nè. Hồi nãy em nói quán gì, quán cá gì? Hả? Lẩu. Lẩu cá đúng không? Lẩu cá cô Tuyến, là chuyên về lẩu cá. Cô Tuyến. Cô Tuyến. Tuyết hả Tuyến? Tuyến. Cô Tuyến. Tuyến. Hả? Tuyến. Tuyến nha. Thì Tuyến. Cái quán này nó bằng đêm cả nhà. Bán là từ cái mặt mà của Dương Tử Giang mà ôm vòng qua phải đường Hồng Bàng luôn cả nhà. Quán ta nhìn rất là thoáng mát luôn anh, ngồi ở trên là gì rất là mát luôn. Ăn cái lẩu mà ngồi trời mát thì nó hấp dẫn lắm cả nhà. Nhưng mà ở quán lẩu này bán 21 năm rồi mà cũng như hai vợ chồng có đi qua đi lại cũng thấy hả anh. Nhưng mà chưa một lần nào ghé ăn hết, hôm nay mới ghé ăn thử quán lẩu Cô Tuyến. Và rau thì đem ra mấy dĩa luôn. Dạ. Cứ ăn hết thì cứ dĩa 5.000. Dạ dĩa 5.000, dĩa 5.000 mình muốn ăn mấy dĩa mình ăn, nhưng mà rau nhúc này là mắc hơn 10.000. Rồi rồi rồi. Rau nhúc mắc. Cái này về hai lúa là rau này cả nhà nè. Cái này về hai lúa này nhóc. Nhớ không? Nhớ. Anh lấy anh Thải Vĩnh Hồng á có không? Ừ. Đây là quán lẩu Cô Tuyến cả nhà, là 88 Dương Tử Giang, phường 14, quận 5. Và một chi nhánh ở 463 Hồng Bàng. À là mặt trước đó ha anh ha. Ừ. Hai mặt. Hai mặt. Còn ở đây cũng như là các món lẩu anh. Đây là lẩu nhiều rồi nha. Thì tất cả các loại giá. Dạ, các loại giá. Cứ xây từ từ cho cả nhà xem. Dạ. Đây là các món chiên xào, các món ốc rồi, nói chung ở đây bán nhiều món lắm cả nhà. Đây là các món bò lương. Thôi được rồi, em đói bụng rồi, sôi quá rồi. Ô cái nồi lẩu cá quá thơm rồi cả nhà ơi. Quá thơm. Đây là một cái nồi lẩu cá bớp cả nhà. Rất là nhiều cá luôn. Nói chung cái nồi này là hai vợ chồng là ăn không bao giờ hết. Quá nhiều ha anh ha. Hết hả? Hết. Dạ, đây là quá trời nhiều cá bớp luôn. Bây giờ anh ăn rau gì em bỏ vô nè. Chắc ăn cái này đi ha, ngon nè. Cái này là đậu bắp với cái gì? Bạc hà. Để em sẽ bỏ vô. Để cho rau muống vô luôn. Rồi là đầy nồi rồi cả nhà ơi. Rồi đợi sôi nữa hả? Dạ chắc bây giờ mình ăn lần lần luôn. Ăn luôn chứ. Đợi sôi. Vậy em mời cả nhà em ăn luôn đi chứ. Chồng dựng máy đi rồi mình mời cả nhà ăn luôn chồng. Hả? Thôi em mời cả nhà đi anh quay con. Thôi dựng máy đi, hai chồng mình ăn chung luôn cho vui. Hả? Rồi cả nhà đây là cái miếng cá bớp cả nhà. Rất là ngon luôn.
đây, đây là miếng cá bớp. Đó. Hồi nãy cũng được nhiều nhiều lắm cả nhà, một dĩa luôn đó cả nhà. Đây. Đó. Nhiều lắm. Đây, đây là cá bớp. Tại vì hai chồng bữa ăn lẩu hải sản rồi nên nay quyết định ăn lẩu cá bớp cả nhà. Chỉ có cá bớp thôi nha. Dạ, ở đây, ở đây. Đây là dĩa hai chồng mình mới vừa xin một chén này nữa nè, đó. Đây, dựng máy đi, hai chồng mình mời cả nhà ăn luôn anh ha. Hai chồng mời cả nhà ăn lẩu cá bớp nha chị. Hai chồng mình mời cả nhà ăn lẩu cá bớp nha. Để nghe anh ở đây có bán lẩu cá cá chim cá bớp gì nữa kìa. Cả nhà nếu mà có hơi tối gì cả nhà cũng thông cảm nha cả nhà. Không, tại vì nói chung là bằng đêm á nó treo đèn quá nhỉ. Dạ. Treo đèn nó hơi cháo. Hơi cháo biết. Cái quán này bán từ 2 giờ tới mấy giờ em? 6 giờ sáng hôm sau. Ủa gì bán nguyên đêm quá nhỉ? Xuyên đêm luôn. Nó nằm ngay góc ngã tư Hồng Bàng. Cái ngóc ở ngã tư chứ. Ngã tư Hồng Bàng Dương Tử Giang là nó hai mặt tiền luôn đó nha. Cái quán thì nãy bà xã mình có đọc rồi, hình như đây có tên nè. Dạ, cô Tuyến anh. Cô Tuyến, nãy anh đọc anh tưởng nó là Vô Tuyến. Dạ, là địa chỉ là 88 Dương Tử Giang, phường 14, quận 5 cả nhà. Ở đây là quận 5 hả anh? Đây thuộc về quận 5 chứ. Dạ. Đúng rồi, phường 14, quận 5 mà. Tiêu rồi. Em để cái giá vô, cái nó bị nóng. Cái gì cũng không có kinh nghiệm giá, ăn lẩu có giá không à. Nam ăn lẩu được 2-3 lần không biết giá không. Anh ăn cá anh ha. Bỏ đây đóng mắm vô chứ. Ăn cá anh ha. Ừ. Còn nóng không anh? Còn đừng gấp nhiều quá. À. Em phải bỏ vô chung với chén này nè. Em hỏi cái giá còn nóng không á? Còn. Em để gì nè phải không? Dạ. Đây nè, đó, để dưới đít nồi vậy nè. À. Bỏ cá vô nước mắm nè. Bỏ cá nước mắm gì nè, nó đã nè. Không, cá bớp này lâu lắm mới ăn lại nha. Dạ. Từ hồi mà đi ra Vũng Tàu á anh nhớ không anh? Xuống bè á. Ăn đúng hai loại cá luôn. Ba loại luôn. Em mình đủ loại luôn. Không có cá hồi thôi. Ở dưới đó không có cá hồi, cá bớp, đuối, cá chim, cá đuối. Ôi, cái nước lẩu ngon quá. Em làm lẩu này nè là em bỏ vô nửa giá hành phi, nửa giá sả tế là thành cái nồi lẩu siêu cay. Siêu cay. Và cái nhà miếng cá này cá bớp. Ừ. Cái này nhiêu có lẩu em? Dạ 260 anh. 260 là mấy người cũng 260 hết. Dạ. Có nghĩa là nó bán trọn vẹn cái lẩu chứ không có vụ mà hai người hoặc ba người phải không? Dạ. Còn ví dụ tối đa là ví dụ là 4 người thì cũng giá đó, để muốn ăn thêm nữa là 300-400. Dạ, muốn ăn thêm thì mình kêu thêm. Kêu thêm cái lẩu nữa chứ. Dạ. Ừ. Cái nước lẩu rất là ngon. Cái khu quận 5, quận 6, quận 11 đó nha. Nào quán lẩu rất là nhiều nha. Lẩu cá, lẩu đầu cá, lẩu đầu cá hồi, đừng cho ăn đêm. Dạ. Vậy hả? Ừ. Như là một cái lẩu như là 500 á. Có cái chỗ đúng rồi Châu Văn Liêm em thấy. Đợi cái khu quận 5 đổi về khu quận 11 dòng quốc Châu Văn Liêm mà dòng đây cả nhà. Hồng Bàng rồi cả nhà. Là quán lẩu về mà bán bằng đêm là rất là nhiều. Em biết sao đó nó bán sáng đêm không? Sao? Tại vì hồi xưa đó hồi xưa cũng là bánh trưng phơi sân khấu ca nhạc gì đó. À. Rạp phải không? Ờ, rạp phim chứ, là rạp chiếu phim chứ. Rạp chiếu phim rồi kế bên có rạp hát cái gì nữa. Ừ. Miếng bạc hà này nó thấm vô ngon. Đây là hai vợ chồng mình bỏ trong đây là bạc hà, đậu bắp với rau muống cả nhà. Còn ai muốn để dĩa là ai muốn ăn cái gì thì thêm vô à. Hết dĩa này ta lấy dĩa khác. Cứ dĩa 5.000 tính tới. Dạ. Cũng được chứ bộ. Chứ để mình khỏi kêu hiểu không? Dạ. Đem ra ví dụ như đem ra như đóng dĩa rau này cái dĩa nào không ăn thì ra cho không tính. Dạ.
nghĩa là người ta để cho dư dĩa đệm xương mà khá là mình có xương. Dạ, có nhỏ anh. Có năng cái gì đâu, ông xương đâu, hay là anh nút trọng xương luôn rồi. Em bị xương. Cá này đâu có rút xương đâu. Tính ra con này mà cái lẩu 206 là cũng được chứ không có mắc. Dạ, 206 là 4 người ăn đó. 4 người 4 ngàn đó. Tại vì người ta không có bán tính theo đầu người mà tính theo cái lẩu đó nha. Là 206 cho lên phải không? Dạ. 206 ha, 206, 206. 206, còn cá riêu hồng với cá hú là 220. Nó tính cái lẩu thôi cả nhà. Thì cả nhà nếu mà có qua đây ăn thì nên đi gia đình. À, đi gia đình, cái này cái lẩu này cực kỳ ngon luôn. Dạ. Ông cá này ăn vô nghe tươi. Béo. Thịt nó dai cả nhà. Ở bên quận 8, quận 5 qua cả nhà. Có đường dễ đi lắm, đi đường Đặng Đạo hoài luôn. Đi hoài luôn, gặp Đế Dương, Dương Tử Giang là phải. Dạ. Rồi thẳng ra Hồng Bàng là nó nằm góc Hồng Bàng. Dạ. Quán này rất là ngon. Anh, cái miếng cá mà nó bự như này cả nhà, là con cá nghĩ là lớn lắm anh. Đúng không? Ừ, cá này, bự cái lắm. Này là nửa bên phải không anh? Nửa. Dạ. Con cá bự ha. Dạ, cá bự. Sao nó lóc xương hết trơn người ta? Dạ, nó lóc xương hết, tao không có cắt phần tròn. Anh cầm giá đây. À, nó có nghĩa là anh để vô nè. À, để gì nè, đó, để gì nè, đó. Nó không nóng lên. Hình như là có mẹo anh ha. Không, cái nước lẩu quá ngon luôn. Bây giờ em thấy đậu một dòng xe luôn á, biết hết đông nữa nào á. Nãy cháu quá không biết quay cả nhà thấy không? Đó giờ thấy mà, thấy xe phải không? Là nhắc tối ở đây bán tính, nếu mà tính ra cái khu này bán giá thì cũng ok. Dạ, ok. Nhưng mà đặc biệt là ngon cả nhà. Mình vô đây ăn cả nhà, thử cảm nhận ăn thử đây rất là ngon. Ừ, quá nhiều cá lắm á nha chồng. Quá trời cá luôn á. Đâu? 4 khứa nhiều. Không. 6 7 khứa luôn á. Hồi nãy giờ là ăn 4 khứa rồi đó. Đây khứa này 5 là không biết dưới đất còn nữa hay không á. Giao hai chồng mình chơi húp hết nước về, ngon quá. Húp nổi không? Thấy nóng quá rồi đó. Con mình mắt hồng nó lo ôn bài nhà nó không đi được cả nhà. Thế rồi mình chở theo cho con mình ăn đã ha. Thì cũng mong cái nhà mà ở khu vực mà quận 5, quận 8 quận 11 rồi có nhà quận 1 chắc cả nhà biết hết rồi nè. Nếu như cả nhà ở đâu xa đến hoặc là ở xứ khác tới á, thì cả nhà nên ghé cái chỗ này ăn thử đi, nó đây rất là ngon luôn á. Cái đó mà nói thiệt, mà đi gia đình nha, đi khoảng từng 3-4 người ăn cái lẩu mới phê. Nãy anh thấy cái gì mà 30 là gì? Nhiều món lắm, em cũng không có rành nữa. Không có đọc hết luôn á. Ớt cạo quá. Nó bớt vô chén con thấy luôn nè. Dạ. Ớt cay quá. Cay mới phơi. Ăn lẩu mà ăn ớt nhiều cái đã cả nha. Hôm qua mình đi quay bún riêu á cả nhà. Để nguyên miếng mực luôn, cắn không được cả nhà. Nó dai quá trời dai. Mình kêu để nguyên mực qua chú nó cho đấy sao ăn. Được mày cắn không có được. Lúc cút nó may lắc quá, mình không có để được cắt bỏ. Có bỏ có tội mà, cái gì cũng cắn bằng miệng hết. Bịch bụt ngọt cắn bằng miệng, bịch đường cắn bụt miệng, chả nước mắm gỡ bằng miệng luôn nữa. Củi và bẻ bằng đồ gói, không cắn. Dĩa gao này không đụng rồi để bản đi. Dạ, để nó luôn đi, mình ăn dĩa nào tính dĩa đó anh. Tại vì nhúc không ăn. Mà nhúc mà ăn cũng không thích. Nó nhúc mình trụng như đây nó hơi dai. Ngon quá cái này. Này ngon thiệt.
hơi bỏ bỏ cả nhà, mà cả nhà ăn thử cái lẩu đi, rất lắm luôn. Đấy, cái chú này nó cái quán này là mười mấy 20 năm rồi phải không? 24 năm. Nhưng mà vợ chồng mà đi ngang đây cũng hơi nhiều lần đó mà không để ý thật. Thôi bây giờ em thấy thôi em cũng không nghĩ là qua đây ăn đâu, xa quá. Em thấy không? Dạ. Anh đi xe anh không để ý. Dạ. Mình đi xe ít nào tập trung xung quanh lắm quá vậy. Mà bữa chạy xe cái có à. Hai anh chị kia kêu dễ hè mà hai chồng quên. Quên là mình là dễ hè. Tưởng là kêu ai cả nhà không có dòm. Nếu mà anh chị đó có coi clip này cũng thông cảm cả nhà. Có không? Có, bữa anh chị kêu dễ hè quá trời luôn mà mình em không nghĩ là kêu mình, tại thì mình là kênh quán dĩa hè mình ra đường kêu dĩa hè em không có nghĩ là kêu hai vợ chồng. Hên là em gặp anh nó kìa dĩa hè chỗ đó không có bị mưa. Chứ vợ chồng mình nó ít có tập trung xung quanh lắm nhà, nhiều khi như trong hẻm mình cũng vậy, cũng có mấy bạn kiếm mình là kêu mình đó mình đâu có biết đâu. Nhiều khi mình quên lửng mình là quán dĩa hè. Ở đây á là chồng mình là tên Thương, còn dĩa hè vợ là tên Hà nha cả nhà. Nếu có gặp kêu giùm Hà Thương Thương, Hà Thương gì đó, kêu dĩa hè nhiều khi không bất chợt mà không nghĩ ra. Ủa chung phải kêu hai lúa hả? Hai lúa là kênh kia. Ăn cá đi anh. Thôi chết rồi. Ra mà chấm nước mắm vô vợ nó mặn chắc. Cũng như cho dễ hè vợ nói cái nha, nhiều khi á chồng mình á bỏ đồ ăn cho dễ hè vợ á, nhiều khi chả đồ chồng mình không có thích ăn cả nhà. Rồi phân minh lên đi, phân minh cái là trời đất ơi ghê thiệt. Thì có nhiều anh chị nói dễ hè chồng sao bỏ đồ cho dễ hè vợ ăn hết rồi lấy gì ăn. Nó cũng ngại cả nhà, không phải dễ hè vợ tham ăn đâu cả nhà. Đó mình nói rồi là bà ăn uống đồ ăn đó là bà chỉ ăn đồ ăn trước. Ôi. Cái gì cũng cắn hết trơn, mình đưa cho cái cục mật hôm qua cho cắn một bữa cho đã. Mình để luôn cái nhà con cười lắm. Anh công nhận cái quán lẩu ở đây là rất là ngon. Rất là ngon luôn, nhưng mà đồng thời là cái giá thì nói chung là giá 4 người ăn chứ không phải giá 2 người ăn đâu cả nhà. Giá 4 người ăn thì rất rẻ, nếu mà giá 4 người đi ăn mà ăn cái lẩu này là rẻ. Dạ. Ở trong đây còn hai khứa cá nữa. Đây nữa nè, còn đây quá trời luôn. Có nghĩa là cái này là ta bán cái lẩu, nguyên cái lẩu là 260. Là có nghĩa là cả nhà đi ăn á là phải gia đình á, đi 3 4 người 5 người á thì ăn cái lẩu này là rẻ chứ không có mắc. So đi 2 người thì nó hơi mắc. Dạ, hai người đúng rồi, giờ hai người cũng có lẩu bao nhiêu cũng giá tiền đó, mà một người cũng giá tiền đó, mà cái nhà đi 4 người 5 người cũng giá tiền đó đó. Thì cái nhà duy nếu mà mạnh ăn nữa thì mình kêu thêm chút đồ ăn thôi. Dạ. Với rau thôi đó, thì cái giá 260 là theo mình nghĩ là lẩu thời đại thời buổi bây giờ là không mắc cả nhà, mà đặc biệt cái là bán nguyên đêm. Nguyên đêm. Dạ, cả nhà đi mà đói bụng á, cả nhà từ giác mà 2 giờ trưa cho tới 6 giờ sáng. Cả nhà đói bụng giờ nào ghé cũng có hết á. Ngay có bán bia luôn. Dạ đúng không? Có bán bia luôn đúng không? Hả? Có bán bia luôn á nha. Nhưng mà cái là mình được nhậu, mình được nhậu được, nhưng mà mình nhậu không được. Sao ạ? Không ăn bạn. Dạ sao? Mình nhậu được nhưng mà nhậu không được. Ngon ha. Chuyện mùi dốt. Thì đúng rồi, công an bắt mà mình nhậu được nhưng mà công an không cho nhậu. Cho em miếng giấy anh, em dụi ớt cho mặt cay quá anh. Đây để chứ là lẩu cá cô Tuyến Dương Tử Giang với Hồng Bàng. 493 Hồng Hồng Bàng. Ở giờ khách lại đông quá anh ha. Tao phải ngồi mặt trước ha. Đúng không? Ừ, để thích ngồi mặt trước anh. Dạ. Mặt trước ngắm xe. Không xe nhiều quá. Không, nhưng mà vợ chồng mình mặt trước không được cả nhà, tại máy quay. Xe chạy u u. Với cái máy quay. Không, nhưng mà lần đầu tiên mà anh ngồi ăn lẩu ngoài dưới hè nó mát ghê luôn. Mát. Ừ. Mà ăn cái lẩu này cũng rất là xứng đáng cả nhà, rất là ngon. Gặp ngồi dưới hè ăn nữa trời đã gì đâu. Hà
hai vợ chồng không dám ngồi mặt phòng bàn đâu cả nhà, tại mình dựng máy quay á cả nhà. Không, lẩu bữa này xứng đáng luôn á. Mình thấy công nhận cái lẩu này, nếu mà không biết cái điều mình nói nên mình nói đúng hơn là cái lẩu này 4 người là ghẻ. Dạ đúng rồi. Cái nhà đi gia đình 4 người ghé ăn cái lẩu này. Kêu nếu mà bạn bè thì kêu đi 4 người quất thùng bia, bút gáp về luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi, ăn sức hạng mồ hôi luôn. Lần đầu tiên vợ chồng mình vô quán này mình quay ra đó nha. Nhưng mà nếu mà nhà có thích vợ chồng mình đi vô những quán như vậy thì cái nhà hãy cho vợ chồng mình một cái bình luận để cho vợ chồng mình biết. Chứ vợ chồng mình đi ăn có ngày bún lẹ hoài. Ủa có lẩu cá kèo nữa. Ủa có nè. À, rồi nãy biết vậy ăn lẩu cá kèo. Lẩu kèo nhiêu ta? Cũng vậy luôn anh, chỉ có cá hú cá rêu hồng là 220 thôi. À. Dạ, cá kèo mùa này cũng mắc lắm anh. Lấp ớt thêm. Cái nhà cái nước lẩu cái nhà rất là ngọt, thơm. Dạ, hơi có vị chua chua nữa cả nhà, tại vì cái nước lẩu Thái á cả nhà mà mình ăn với con cá bóp vô rất là béo, thịt nó béo mà nó dai mà thơm cả nhà, rất ngon. Đừng để vậy, nóng lắm. Em nãy giờ em chưa múc mà lấy đâu để. Em múc cái chan nước súp mà em không múc, em múc nước nãy giờ mà. Chưa. Cái gì đã tụt xuống á. Trời ơi, con nó còn một cứa, hai cứa, ba, bốn cứa nữa, mời, ba cứa nữa mời. Trời ơi, anh ơi, gấp ra ăn đi anh ơi. Không, lẩu này phải bốn người cả nhà, đi hai người không hết đâu. Nhưng mà vợ chồng mình gán lướt lướt ngồi chơi chút xíu quá. Trời ơi, còn đây nữa quá trời luôn rồi. Đừng gấp ra. Đừng gấp. Bỏ vô cay quá. Cái quán này bây giờ khách quá đông luôn anh ơi. Quay YouTube lên, quay lên bàn luôn anh. Dạ. 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 Ở chị thường ăn lẩu đây không chị? Hả? Chị bán ở đây hả? Chị ghé đây hả? Bán ở đây hả? Dạ. YouTube, lên YouTube. Không, chị ra đây mới thấy chị đứng đó không có thấy chị. Dạ. Dạ. Ra đây nè. Đó, vậy, vậy. Dạ, chị mới thấy chị, còn chị đứng ở đó không có thấy. Dạ. Thấy không? Dạ. Dạ, chị là bán quán này luôn hả? Bán quán này. Dạ. Ủa, chị chủ quán hả? Dạ, chắc chị nhắc ghế ngồi chơi với em luôn mới thấy, chứ chị đứng không có thấy chị. Dạ. Anh đi, anh cho xong đi đóng. Dạ. Cho nhỏ chút xíu đi nha. Dạ. Cho nó khỏi bị cạn. Không, chị bán cái lẩu đây rất ngon chị. Lẩu ngon lắm. Dạ ngon. Lần đầu tiên em ăn luôn á, dạ. Rất là ngon luôn. Anh nước lẩu ở đây là tuyệt vời. Dạ, nước lẩu số 1. Ngon. Lẩu xưa bánh đông lắm, bây giờ dạ. Là bánh bánh lẩu xưa hả? Giờ này hả? Không có chỗ để xe. Dạ. Xe để tới 463 bạn. À, chợ múc dưới luôn hả? Đó đây nó bóp. Dạ. 10 phần bây giờ chỉ còn 5 phần. Không, dạ. Bây giờ nó khó khăn, bây giờ nó giảm số lượng khách rất nhiều. Dạ, em đi quán nào cũng nói là giảm khách hết đó chị. Dạ. Dạ. Ủa, cho hỏi quán mình bán là một ngày bao nhiêu món? Bán hết là tổng cộng bao nhiêu món? Đơn đó. Đơn cái trong đó là à. Đơn chắc là nãy điểm không sể luôn á. Điểm không sể. Nhiều món lắm. Chắc là không có được đơn đâu, có đầy đủ hết. Có cả lẩu gà nữa. Có lẩu gà ớt hiểm không? Có, có luôn hả? Lẩu gà nó giam. Lẩu gà nó giá nhưng mà nó giá để lâu hơn thì hư. Nhưng mà ớt hiểm là có ha. Thì bữa nào hôm qua ăn lẩu gà ớt hiểm. Em thích cái món đó lắm. Lẩu gà ngon lắm. Dạ. Lẩu gà che chứ không phải là gà bí đâu nha. Lẩu gà ớt hiểm là mình bán nhiêu cái? Bán lẩu 200 mấy à. Cũng 200 mấy luôn hả? Không, bán ở đây cá rất là nhiều luôn chị. Quá nhiều. Ngon lắm. Dạ. Chị chủ quán. Chủ quán gia đình thì quán này vui vậy. Dạ rất dễ thương ha. Nhưng mà đang rất ngon cả nhà, đó là mình nói thiệt luôn á. Cá này tươi lắm anh. Rất là tươi. Mình ăn mình nghe vị ngọt ha. Cho cá này không ngán ta. Không, tại vì cá này nó có béo 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 á anh. Anh đổ nước đi ha nha. Dai dai á, đổ nước đây đó đi. Vớt ớt qua cho anh hết đi. Nó, bữa nào mình ăn lẩu ớt hiểm nha anh. Lẩu gà ớt hiểm lá giang á, ớt hiểm chứ. Không, cái mình nói thật luôn là quán này rất là ngon, đặc biệt có bia. Ngon, bán sáng đêm. Nếu mà cả nhà đi 4 người hoặc bạn bè đi 4 người, 6 người, 8 người cũng được. 8 người thì hút 2 cái.
một cái lẩu rồi hai cái lẩu. Không mà cái tiệm đây giờ cái chú cũng dễ thương mà cái chị nãy cũng rất dễ thương anh ha. Cho cái lẩu này nè, nếu mà bốn người đi á nha thì cái giá cái lẩu này rẻ chứ không mắc. Thật sự mà nói luôn mà rất là ngon ha. Bởi vì anh chị thì bán đất đúng rồi, bán rất là ngon. Chỉ nói đậu xe là hút dưới kia luôn. Chỉ cần nói một câu mà nước lẩu chỉ là rất là ngon mà. Tắt lửa đi anh ơi. Tắt đi. Nóng quá. Nóng mà chịu không nổi cả nhà ơi. Nóng mà gặp chồng mình ăn ớt chưa nữa. Đây chồng mình dán ăn cá đi chồng ơi. Dán cái gì? Dán muốn hết cá. Còn ăn cứa nữa rồi. Mà thời buổi này em thấy quán nào những cô chú anh chị cũng là than bán vắng hơn lúc trước. Không có đó rõ ràng luôn á. Dạ. Đó là mình đó là mình công nhận luôn á. Thì cả nhà mà những cái clip mà mình coi á, thấy cả nhà xem á, có dịp đi ngang những cái quán đó thì cả nhà thấy ghé ủng hộ quán của cả nhà. Thật sự những cái quán mình nói là quán ngon rất là nhiều nha, rất là nhiều quán ngon luôn á. Cái quán này là đặc biệt là có quán đặc biệt là nó một gì là như là quán nhậu luôn cả nhà, nó giống như vậy luôn. Dạ. Nhưng mà chắc kia nó mới nhậu còn sao á. Đa số là phải đa số ngồi ăn nhiều hơn á, mà thấy em thấy chân bia rồi đó. Dạ. Thì cái giá lẩu là 260, đi 4 người là không có mắc đâu nha cả nhà, không có mắc đâu, rất là ok được. Đặc biệt là nước lẩu rất là ngon nha, nước lẩu đã ngon rồi mình ăn cái lẩu cá lẩu gì nó cũng ngon á. Dạ. Thì cùng một người làm là rất là ngon. Nhưng mà cá này cả nhà đừng có thấy mà để đá lên thì vậy mà nó không ngon, rất là tươi luôn, cá này tươi. Ăn cảm thấy béo mà thơm. Bắt buộc để đá. Dạ đúng rồi. Chứ cá là sao bằng sẵn mình phải để đá vậy chứ. Em vô nhà hàng gì cũng bắt buộc phải để đá, nó giữ đồ tươi cá mà. Dạ. Thôi cả nhà. Ủa quên nói hai vợ chồng mà bữa nay ăn hết cái lẩu luôn cả nhà. Cay quá. Lẩu nó cay quá ta. Nó chén lớn cho người ta rồi, lẩu cay quá, lẩu cay quá. Cắm rồi. Thôi ăn hết đi, em muốn ăn nữa không? Cái này đặc biệt nãy giờ em thấy chỉ có một miếng hương thôi. Mùi hương. Nãy giờ nó không miếng hương nữa. Sao em bị nhỏ vậy? Cũng như cả nhà mà mình không muốn qua quán ăn, nhưng mà mình muốn ăn ở nhà thì mình cứ chạy qua bên đây 88 Dương Tử Giang, phường 14, quận 5, mình kêu một cái lẩu về nhà gia đình ăn chung ở nhà luôn cũng được cả nhà. Rất là ngon, ở nhà mình 4 người, 5 người, 6 người, mình mua một cái lẩu gì ăn cũng được đó cả nhà. Đúng rồi, 8 người ăn lẩu là dạ, gì luôn đó. Rất là nhiều cá ở trong luôn. Đợi mẹ đi lên rồi mình mua cái lẩu này về cho mẹ với con ăn. Rất là ngon luôn anh ha. Lẩu này rất là ngon, mình nói thật luôn, rất là ngon. Nhưng mà cái mình cái góc quay mình nó hơi tối một miếng. Nhưng mà quan trọng là cả nhà biết địa điểm được rồi. Đó, thì cả nhà có dịp thì đi ngang này ăn thử. Rất là ngon nha. Từ 2 giờ trở đi mới bán nữa cả nhà. Dạ, 2 giờ bán tới 6 giờ sáng hôm sau cả nhà. Nói chung là cái lẩu này á, cá thì rất là tươi mà cái nước lẩu này rất là ngon luôn cả nhà, nước lẩu đậm đà vừa ăn lắm cả nhà. Còn cái miếng cá bớp mình ăn vô thịt nó dai mà nó béo, nó ngọt rất là ngon. Còn rau á thì là bán 5.000 một dĩa, mình muốn ăn dĩa nào mình ăn. Còn đặc biệt là rau nhút 10.000. Vợ chồng mình đã ăn hết mấy dĩa rồi. Đặc biệt rau nhút mình không ăn. Dạ. Biết sao không biết không ăn đâu. Ở quê mình nhóc. Nhóc luôn, nhưng mà không thích ăn rau nhút. Dạ. Bản thân thì không thích ăn rau nhút luôn. Mình thích ăn rau chuối. Anh ăn cái lẩu thấy sao? Rất ngon ha. Cái lẩu này quá tuyệt vời, cái đó là mình nói một câu chân thật luôn. Nếu mà cả nhà ở cái khu nào lân cận, những cái khu quận lân cận thì hãy nên ghé đây ăn thử. Nếu mà cảm thấy ngon thì dẫn bạn bè đến ủng hộ cho quán luôn. Bây giờ thật sự tất cả các quán
đều mất một số lượng khách rất lớn. Tại vì cái mùa này làm ăn khó khăn nghe em. Không, bây giờ cả nhà dòm là từ đây mà ngồi dài xuống dưới luôn là chật bàn hết rồi cả nhà. Đó là mình nói thật luôn á. Đông lắm. Nói thật tình luôn đó. Thấy không? Đông lắm. Kết thúc clip thôi anh. Thì cả nhà có việc thì ghé ngang ủng hộ cho quán luôn nha anh ơi. Quán bán là 2 giờ cho tới sáng, 2 chiều bán tới sáng. Đó, bắt mình nhìn cả nhà đi, bắt đầu dưới 2 giờ đi bất kỳ giờ nào. Hầu như nhiều loại lẩu luôn đó nha. Dạ nhiều lắm, nhiều loại lẩu lắm. Hồi nãy thực đơn quay sơ đói quá rồi mình không quay lên. Thì cũng cả nhà có việc thì ghé ủng hộ cho quán luôn. Thôi clip mình kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu cho hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký chia sẻ ủng hộ cho kênh Quán Vỉa Hè. Và kênh ẩm thực Hai Lúa cả nhà. Một lần nữa, hai vợ chồng Quán Vỉa Hè và ẩm thực Hai Lúa cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye.